nghệ sĩ trần mạnh tuấn phẫu thuật não sau đột quỵ sau ca phẫu thuật não nghệ sĩ saxophone trần mạnh tuấn vẫn hôn mê ông tiếp tục được điều trị và theo dõi tại bệnh viện quân y Một bảy năm, thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi về dinh, ông Nguyễn Trung Trực, chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh là người đại diện cho gia đình Trần Mạnh Tuấn, cho biết nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn được bác sĩ tiến hành phẫu thuật não 4 ngày trước, hiện ông vẫn hôn mê. Các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao bệnh tình của Tuấn. Nhìn chung sức khỏe của Tuấn có tiến triển, não không còn tủ máu. Sáng nay chúng tôi được bác sĩ thông báo là Mạnh Tuấn có mở mắt được sau đó lại hôn mê, chúng tôi cũng hy vọng Tuấn sẽ hoàn thành ổn định trong một tuần nữa. Ông Nguyễn Trung trực chia sẻ, theo ông trực, chương trình âm nhạc online nối vòng tay lớn do Trần Mạnh Tuấn làm giám đốc âm nhạc, dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 9 đã dời ngày sang 12 tháng 9 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước khi nhập viện đột ngột, Tuấn đã hoàn thành gần như 90% công việc, vì thế tôi và ekip đang gấp rút hoàn thiện những phần còn lại. Đây là chương trình mà Tuấn tâm huyết nên mọi người động viên nhau biểu diễn thật tốt. Tuấn sẽ xuất hiện trong đêm nhạc nhưng không thể thổi saxophone như trước. Thông tin thêm, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 175, thành phố Hồ Chí Minh vào tối 17 tháng 8 vì đột quỵ. Chồng tôi bị đau đầu và ngạ tại nhà riêng, sau đó tôi đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện. Bác sĩ cho biết anh đã qua cơn nguy kịch và mọi thứ được kiểm soát. Vợ nam nghệ sĩ nói với Dinh. Gần nhất, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn xuất hiện và biểu diễn là tại đêm nhạc thiện nguyện được tổ chức ở Bệnh viện Dạ Chiến số 3, số 6. Tại đây, ông biểu diễn các ca cá khúc quê hương, về quê, diễm xưa và còn tuổi nào cho em trước hàng nghìn bệnh nhân mắc COVID-19. Trần Mạnh Tuấn sinh năm 1970, là nghệ sĩ saxophone hàng đầu của Việt Nam. Năm 1993, Trần Mạnh Tuấn nhận giải thưởng nghệ sĩ saxophone xuất sắc của Việt Nam trong liên hoan ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc tại Đà Nẵng. Sau đó năm 1996, nam nghệ sĩ nhận được học bổng đại học Berkeley, Boston, Mỹ và trở thành sinh viên Việt Nam đầu tiên tại đây. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn từng ra mắt nhiều sản phẩm kết hợp với các nghệ sĩ của Việt Nam. An Trần, con gái của anh cũng theo đuổi con đường trở thành nghệ sĩ saxophone.